Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, mô hình camera về an ninh trật tự trên địa bàn phường 6 thành phố Đà Lạt đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, từ đó góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là tai mắt, là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương và lực lượng công an nhân dân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hàng ngày, lực lượng dân quân tự vệ phường 6 thành phố Đà Lạt luôn túc trực ngồi giám sát, nhắc nhở người dân kinh doanh tự phát ở một số tuyến đường trên địa bàn phường 6 qua hệ thống giám sát bằng camera tích hợp với hệ thống loa như thế này. Sau hơn một năm triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát ở khu vực chợ đường Kim Đồng, khu vực trước nhà thờ Công giáo Domain, đường Ngô Quyền, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh, đậu đổ xe không đúng nơi quy định, buôn bán hàng rong đã giảm thiểu đáng kể. Cái hệ thống camera của coi như là mắc ở trên đường thì coi như là để quản lý coi như là những người dân mà mua bán trái phép ở trên lòng lề đường á, thì coi như là giúp cho những người dân coi như là đi lại dễ dàng, coi như là ít gây ra tai nạn. Rồi xe cộ thì người ta cũng nghe thông báo thì người ta cũng cảnh giác, không có đậu trên vỉa hè. Từ lúc có camera tới giờ thì khu vực này xe cộ đi thông suốt, bán hàng rong thì không bán ở đây nữa. An ninh trật tự ở đây thì tốt. Theo Ủy ban nhân phường 6 thành phố Đà Lạt, hiện nay trên địa bàn phường đã triển khai 36 mắt camera theo dõi giám sát ở nhiều lĩnh vực. Riêng khu vực chợ tự phát thì được lắp đặt 4 mắt. Từ khi hệ thống camera giám sát được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, lực lượng chính quyền địa phương có thể theo dõi, giám sát được những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng, hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera, giảm hẳn tình trạng vi phạm pháp luật, trộm cắp, các tệ nạn xã hội khác. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở khu vực nêu trên đã được cải thiện rõ rệt. Trước đây nếu mà không khỏi tấm camera thì lực lượng chúng ta phải thường xuyên ra quân hơn và cái mức độ ra quân thì nó dày đặc hơn. Tuy nhiên là nó vẫn không có cái tính răn đe cao. Lý do là khi mà có lực lượng mà chúng ta ra quân á, thì người dân người ta chấp hành. Mà khi mà lực lượng rút về thì người dân lại không chấp hành. Xảy ra tình trạng là người ta lờn và người ta cứ canh lúc nào mình ra quân thì người ta chấp hành, còn không ra quân thì không chấp hành. Từ khi lắp đặt cái hệ thống camera này thì cái hệ thống này người dân có cảm giác là luôn luôn có cái sự theo dõi giám sát của lực lượng chức năng. Do đó thì cái việc mà vi phạm về trật tự đô thị nó sẽ hạn chế đáng kể. Hệ thống camera giám sát đã mang lại tín hiệu tích cực khi người dân trên địa bàn phường đã nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ an ninh trật tự, mỹ quan đô thị của thành phố, góp phần chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân có cuộc sống bình yên.